Hello nhá, xin chào bạn. Rồi, chào bạn quay trở về kênh sao rẻ thì.com nhá. Hôm nay có quả mẹ siêu phẩm mới về đây chia sẻ với bạn. Đây dành cho những bạn nào mà thích đo. Đấy, ngày xưa thì mình hay dùng cái mẫu này, chắc là nhiều bạn biết rồi. Nobel NV4000, hàng trâu bò nhất mình từng thấy. Đối với các bạn tính năng bạn ạ. Thì đợt này nó ra một cái phiên bản cũng y như cái con này nhưng mà nó lại hơn hơn một số cái các bạn ạ. Thực ra nó cũng hơn nhưng mà được cái là nhìn nó khá là hay. Đây. Giới thiệu các bạn mẫu này, là mẫu Victor VC921 của cái thằng cha tàu nha. Tàu bựa. Đây cho bạn xem này. Đồng hồ này, đồng hồ đo điện nhá. Dành cho những bạn nào mà thích sử dụng đo điện đây. Có hai con để cho bạn xem cái độ khủng của cái đồ này xem như nào. Đây nhá, thông số đo thì bằng tính tàu thì không nói gì rồi. Bởi vì cái này chắc là không đọc được. Xong, một chiếc, đây cho bạn xem chiếc nữa này. Mình nói về độ khủng của nó luôn cho bạn xem. Đấy, đi kèm của nó sẽ có một pin nhá. Bởi vì trong máy này nó chưa lắp pin. Đây, cộng thẻ này. Đây, mình sẽ nói về độ khủng của nó này. Cộng dây này. Đấy. Pin. Hộp, hộp thì giống nhau mà không nói gì cả. Đây. Máy, pin, thẻ. Cái con bên này cũng thế. Máy, pin, thẻ. Đấy, cho bạn xem. Hai chiếc Victor. Đồng hồ để sử dụng để đo điện. Đấy, các bạn nhìn này. Ghê luôn. Bạn thấy không, nó còn gác khác cái series luôn này. 343 này, đít 343 cho bạn xem này. Con này nữa này, bạn nhìn này. 339 này. Tởm chưa, 339. Úi xồi, các bạn nhìn xem hoa mắt chóng mặt luôn. 339, đây cũng 339 này. Tức là mỗi bộ này nó có một mã riêng các bạn ạ. Cần cái D như là ngày xuất xưởng hay cái gì gì kiểu như thế. Nó viết cả mã luôn này. Đấy, và rất là kỳ công nó làm cái thẻ như này. Và mỗi một con in cái mã này. In mã thì nó hơi mất thời gian. Nhưng thành ra là hàng khá chất lượng ấy, thì nó mới in mã nhỉ. Đây. Xong nhá. Vậy ta sẽ bao đi về một chiếc. Bây giờ đang nói về sơ qua rồi. Bây giờ sẽ nói về sâu hơn một chiếc cho bạn xem này. Mở hộp ra nó có cái gì bên trong này. Để xem là có nên nâng cấp cái con này không nhá. Mở nắp ra này. Đây. VC921 Victor Churames Auto Power Off tự động tắt máy. Tối đa 600V max. Bộ này thì khủng các bạn ạ, nhìn thì chỉ có phê thôi. Đấy. Duty, chỉnh tần số ở đây. Ranger, giải đây. À, con này không biết có phải cái hâu không. Tắt nhá. Đo điện, đây xoay chiều nhỉ. Thằng này nó lại đảo lại à. Đảo lại là cái đo điện. Đây là điện một chiều này. Xoay chiều này. Đo diode này, đo thông mạch này, đo ôm này. Đo tụ này, đo tần số này. Tắt máy này. Từ hai nấc đều có nước tắt nhá. Bộ này tự động tắt luôn bạn ạ. Tức là không dùng tự tắt. Bây giờ mình sẽ thử lắp pin vào cho bạn xem. Bộ này trông có vẻ ghê gớm phết. Victor. China Victor.com. Bộ này tàu này nó ra nhiều mẫu lắm bạn ạ. Nó phù hợp nhu cầu thì các bạn sắm một chiếc được. Nên nâng cấp. Mình sử dụng cái mẫu Nobel NP rất là lâu rồi. Đây cái con của mình đầu tiên mình dùng này bạn nhìn này. Trông cũ rích này rồi vẫn chạy tốt. Sử dụng đo điện. Bạn nhìn thấy không? Màn hình nó còn multi rồi. Không dùng được luôn. Các bạn nhìn độ bẩn là đủ biết nó lâu nhỉ. Đây nó có hai kim đi kèm nhé. Que đo. Đấy, que này thì các bạn sử dụng thì theo mình là nên nâng cấp que lên. Tức là sau thời gian sử dụng hoặc là dùng thì lâu thì nên nâng cấp như này. Đây này, mình thay cái dây các bạn nhìn này. Đấy. Đây là cái dây mình nâng cấp lên rồi nhá. Cho bạn xem luôn. Đây. Thì các bạn mà dùng lâu rồi hoặc là muốn dùng tốt ý, thì tốt nhất nên nâng cấp cái dây như này. Bởi vì cái dây này nó sẽ đảm bảo cho là cái bộ này nó đo dễ hơn. Chứ không cái que này đo cảm giác nó cụt tủn này. Nó bé quá, rất khó đo. Đấy, bây giờ ta sẽ lắp pin nhá. Đấy, tôi viết các bạn sẽ lắp pin ở đây. Tháo cái này ra cho mình. Vặn gốc này ra. Đấy. Vặn ra đây để lắp pin vào đây. Bộ này sử dụng hai pin loại 3A cỡ nhỏ. Pin này thì phổ thông rồi, lắp đâu cũng có. Lắp vào đây. Cái mẫu này nó như cái mẫu Nobel của mình đang dùng ấy, nó chả khác gì cả. Con pin này nếu mà các bạn mua thì tốt nhất là lên nâng cấp pin nhé. Mình nghĩ là cũng không nên dùng pin này. Bởi vì pin này nó sẽ không đảm bảo được cái vấn đề là có bị chảy nước hay không. Nhìn trông nó hơi ọp ẹp. Dùng thì vẫn dùng được thôi nhưng mà về lâu về dài thì tốt nhất là lên thay cho mình một loại pin ăn cái này, pin chống chống chảy nước ấy. Hợp lý hơn. Đây. Úi giời. Con này màn hình to lắm bạn ạ. To gấp đôi cái màn cũ của mình này. Thấy này nó to này.
mà nó to thì đảm bảo nhìn rõ các bạn ạ, to vật vã luôn. Con này mình nghĩ chắc con này to nhà đến giới hạn rồi chứ không thể to hơn nữa được. Đây là đo điện AC này, DC này, diode này, đây là đo thông mạch này, đo ôm này, tụ này, đây là đo gì, đo tần số. Tần số thì đúng là mình chưa đo bao giờ luôn. Xong, bây giờ ta đến phần tiếp theo nhá, sẽ thử cho bạn đo một vài thứ để các bạn biết là bộ này nó đang chạy, đang sử dụng và nó dùng như thế nào. Đây, đầu tiên ta sẽ đo cái điện một chiều trước này. Cái này nó có cái dây kẹp tốt phết. Đây là bạn sẽ để như thế này được. Nó cho phép kẹp dây nhưng mình chưa hiểu nó kẹp kiểu gì. Mình không dùng cái kẹp này. Toàn để thẳng nhà đo thôi. Vậy ta sẽ đo thử nhé. Bây giờ ta sẽ đo điện một chiều các bạn nhìn xem này. DC nhé. Nhìn này mình đo thử luôn này. Kẹp hai cái que ở đây. Cộng trừ này. Đấy 4.123V. Con này ghê thật đấy. 4.123V. Đấy, đo cái chiều cộng trừ thì nó sẽ có cả chiều thuận chiều ngược nhé. Đây, âm 4.123V tức là đang bị đo ngược, đảo lại que đo sang dương. Đây này, 4.123V 24 chuẩn luôn. Đấy là lớp đo điện một chiều dùng để đo pin, đo ắc quy sẽ dùng cái này. Còn bây giờ sang đo điện xoay chiều, đo xoay chiều chính là đo cái điện lưới của các bạn đang sử dụng này. Điện 220. Đấy nha, mình sẽ đo thử các bạn xem điện 220, điện này nó nguy hiểm lắm nên là làm phải thật cẩn thận nhá, nếu không nó có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Điện này cực kỳ nguy hiểm luôn, bạn chú ý nhá. Đây mình sẽ đo điện 220 này, mình vừa cắm ổ điện này. Riêng nước đo này phải thật cẩn thận nhá, không thì có thể gây sát thương cao mấy. Tỷ lệ sát thương rất cao. Đây bạn xem này. Chờ chút. Dây nó bị chạm nhau nhé. Dây này mà chạm nhau một phát tóe lửa thì thôi rồi. Đấy, bạn thấy không? 230V. Đấy, đo cho bạn xem. Cái nấc này là sử dụng để đo điện xoay chiều. Đấy, các bạn sẽ dùng để đo điện xoay chiều. Thì đo cái nấc này. Nó đảo ngược so với cái bộ trước của mình. Trước của mình là đo điện xoay chiều trước một chiều. Đây là một chiều trước xoay chiều sau. Đo diode. Diode để kiểm tra xem diode nó chạy không. Những cái con diode như này, gọi diode, đấy, bé con này, gọi diode, đây mình sẽ đo thử luôn này, nhìn này, diode này, 0.5 đúng không, 90 đúng không, đây, đó, như thế này là diode hoạt động bình thường này, cách đo rất dễ đúng không, đây là diode nhá, sau đến phần là đo dây điện có đứt hay không chính là cái nước này sẽ là nước được sử dụng nhiều nhất luôn, đây nhá. Nước đo xem có đứt mạch điện không này. Nhìn này. Như thế là điện thông nhá. Dây điện thông này. Xong này. Không thông này. Đo tiếp này. Đấy. Loa kêu. Màn hình báo. Chứng tỏ là cái dây điện này là thông mạch. Không bị đứt thì sẽ sử dụng được các bạn nhé. Đấy. Nguyên tắc đơn giản chỉ như vậy thôi. Là đo dây điện đứt hay không. Hầu như là sử dụng rất là nhiều. Tiếp theo đến là đo cái này. Đo đến chở. Các con chở, bộ này đo thì tiện dụng luôn bạn ạ. Đo theo kiểu này thì đo cực kỳ ngon luôn này. Đấy nha. Ừ, 98 nhá, kilo ohm. Con này là con 100k. Đó, nhìn thấy luôn này. 98 kilo ohm, con này 100k luôn, xong. Cực kỳ dễ đúng không? Đo biết luôn, bây giờ đo phần tiếp là đo tụ này. Đây mình sẽ giải nhanh cho các bạn xem từng loại đo để biết là bao nhiêu. Hay còn các bạn mà thích đi sâu hơn về cái con này thì có thể đầu tư sắm một con cũng được. Đây nhá. Con này đang 1000 mi này, mình sẽ lắp thử xem nó báo bao nhiêu nha. Đấy. Chờ một chút nhá. Nó nạp vào tụ sau nó xả ra mới báo được. 990 mi. Tức là con này ghi 1000 nhưng mà thông số thực nó được khoảng 990. Thế là con tụ này còn sống nhá, hoạt động bình thường. Lắp vào sử dụng thôi. Xong. Tụ vẫn hoạt động bình thường. Sạc xả bình thường luôn. Và tụ này còn rất là tốt nhé. Đấy, mình giới thiệu tất cả cái tính năng chính của cái dòng đồng hồ đo Victor này cho bạn cùng xem. Mã VC2921. Những cái chú ý khi sử dụng và những cần nâng cấp ấy. Và đo thử cho bạn xem luôn. Đấy. Cái mẫu này các bạn phải lên vào trang web để tìm nhé. Sao rẻ .com. Sẽ có cái mẫu này cho bạn tìm. Đâu là cái trang web rồi cho bạn dễ tìm. Đây, các bạn phải vào trang web để tìm nhé. Đây. Sao rẻ .com. Sẽ có cái mẫu Victor này cho bạn xem.
có nên nâng cấp không. Nhưng mình dùng nhiều rồi thì mình phải công nhận là tốt nhất là nên mua cái mẫu tự động này, bấm cho nó nhanh. Chứ cái mẫu kia bây giờ cái gạt số lâu lắm, không không sạc gạt được. Cái mẫu gạt số kia chỉ đo cái bọn ba chân thôi chứ còn không ăn thua. Rồi các bạn theo clip mình may nhé, bye bye.